Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube đi review và lại là mình Monster đây. Như cái tiêu đề các bạn có thể thấy, trên bàn của mình đang có ở đây là hai chiếc máy Oppo A5 2020 và chiếc Realme C3. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi beat test hai con máy này để xem là với hiệu năng đến từ một cái con chip là Helio G70 và Snapdragon 665 thì đâu sẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn. Và cũng như thì với các hai con máy này đều có mức dung lượng pin là 5000 mAh. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video đi thực hiện beat test hai máy nó ngay và liền luôn nhé. Rồi, quay trở lại với hai sản phẩm này thì nếu như các bạn chúng ta quan tâm về cả hai chiếc máy Oppo A5 2020 và Realme C3 thì các bạn có thể tham khảo trực tiếp tại cửa hàng di động thông minh thông qua cái link mình đã để sẵn cho các bạn ở dưới phần mô tả video. Còn bây giờ sẽ là màn beat test đây. Rồi, ok. Rồi, đầu tiên thì trước tiên thì mình sẽ xóa đa nhiệm trước ha. Và các công đoạn này thì mình sẽ bắt đầu mời nhờ bạn editor cho nó quay nhanh một tí xíu để mình thực hiện nha. Ok, và như vậy là Oppo A5 2020 chúng ta đã khởi động lên trước. Chúng ta sẽ đi đến với cái màn beat test đầu tiên, đó là về những cái ứng dụng sử dụng hàng ngày trước, chẳng hạn như là cuộc gọi, tin nhắn này nọ ha. Ok, đầu tiên sẽ là cuộc gọi. 3, 2, 1. Ok, chiếc Realme của mình đã vào trước rồi. Realme đã hoàn toàn vào trước luôn. Tin nhắn nha. 1, 2, 3. Ui, Realme lại một lần nữa vào trước. Rồi, mình sẽ cho qua tới camera. 1, 2, 3. Đấy, không nói sai, Realme vào trước luôn. Ui, với những tác vụ cơ bản như thế này mà Realme đã hoàn toàn thắng 3/3 luôn rồi. Thì bây giờ mình không còn gì, mình không biết là với những ứng dụng nặng thì nó sẽ như thế nào luôn á các bạn. Rồi, ok ha, bây giờ mình sẽ bắt đầu mở mạng này. Rồi, ok. Rồi, đây là ứng dụng YouTube nha các bạn. 1, 2, 3. Lần này thì Oppo chúng ta đã giành chiến thắng ở cái phần ứng dụng YouTube. Và nãy giờ thì mình đã beat test xong những cái ứng dụng sử dụng hàng ngày, chẳng hạn như là nghe gọi rồi cài đặt các thứ đây ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần beat test quan trọng nhất, đó là test game. Rồi, ok. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn những cái game rồi. Rồi, đầu tiên sẽ là cái game Adora Home. Trời ơi, cái game này nó hot hổm rài. Trời ơi, dễ sợ. Mình thì mình cũng có chơi đó, nhưng mà con vợ mình nó bỏ mình mất mẹ rồi ha, chia tay nhau rồi. Ok, chúng ta sẽ đi vào cái game nha. 1, 2, 3. Đấy, con này vào trước nè. Realme C3 đã vào trước rồi. Oh no, no, Realme C3 đã hoàn toàn chiến thắng. Một điểm cho Realme C3 ha. Tiếp theo là game Temple Run 2. 1, 2, 3. Sao lần này lại gần như bằng nhau vậy? A5 của chúng ta đã giành chiến thắng. Ở phần game này thì Oppo A5 của chúng ta đã giành chiến thắng rồi. Rồi, ok. Tiếp theo, Subway Surfer. 1, 2, 3. Ê, tại sao con này nó lại có cảm giác vào chậm sao nhờ? Realme C3 của chúng ta đã chiến thắng. Nó thấy từ đầu luôn á các bạn. Nó thấy hiển thị rõ từ đầu là bấm vào nó lại vào sau luôn á các bạn. Ok, một game nữa, game nhẹ luôn. Zombie. 1. Đây đây đây, 1, 2, 3. Lần này thì Oppo A5 của chúng ta lại vào trước. Nói chung là sao cứ xen kể nhau, cứ cái này thắng rồi nó tới cái kia thắng hay sao các bạn. Bây giờ một cái ứng dụng nữa, đó là Lazada, để xem là cái nào sẽ vào trước nha. 1, 2, 3. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Cái thì vào trước, cái thì vào sau. Đấy, nói chung là với cái con máy này của chúng ta thì cái nó vào trước có cái nó vào sau. Đó là bởi vì do một phần là ở con chip MediaTek và con chip Snapdragon đó các bạn. Thì nó là hai con chip nó khác nhau, nên là vì thế có một số những cái game nó sẽ tối ưu hóa và nó sẽ làm tốt hơn. Nên là vì thế là một số phần nó lại sẽ đi khác nhau, nó nghịch đảo nhau như thế. Rồi, chúng ta sẽ đi đến hai cái tựa game nặng mà nhiều người quan tâm nhất, đó là Liên Quân Mobile và PUBG Mobile. Liên Quân Mobile trước nha. 1,
2, 3. Các bạn thấy này, rõ ràng Realme 3 mình đã bấm rồi đấy, chứ không phải bấm đâu, nhưng mà nó không vào, nó chưa vào, nó bị chậm á. Vậy là Oppo A5 của chúng ta đã chiến thắng rồi, nhìn thấy là thấy luôn. A few moments later. À, như vậy là Oppo A5 của chúng ta đã hoàn toàn chiến thắng, trong khi đó thì Realme 3 mà thấy này, đang lết từ từ tới, nói chung là cũng hơi nản với con này đấy. Rồi chúng ta sẽ đi nhanh đi qua cái tựa game tiếp theo luôn, đó là PUBG Mobile, bởi vì quá tốn thời gian rồi. Ok, chúng ta sẽ đi đến cái tựa game là PUBG Mobile nha. 1, 2, 3. Ok, lần này thì Realme 3 vào trước đấy, lần này Realme 3 vào trước, nhưng để xem Realme 3 sẽ chạy như thế nào. Oppo A5 có vẻ vào hơi lâu. Oh, như thế là Realme 3 của chúng ta đợt này lại chiến thắng rồi. Yeah. Realme 3 của chúng ta đã giành chiến thắng trong phần game PUBG Mobile. Ta-da! Bây giờ thì A5 2020 chúng ta mới lết vào. Và hai tựa game nặng này thì mình sẽ thử lại một lần nữa, bằng cách là mình sẽ xóa cái đại nhiệm và mình sẽ vào lại một lần nữa để xem nó sẽ như thế nào nha. Rồi, ok. Còn tất cả cái kia vẫn để nguyên ha. Realme Mobile một lần nữa nha. Oh my god. Các bạn thấy Realme 3 vào trước nhưng Realme 3 lại chạy thua Oppo A5. Wow. Wow, oh my god, không thể tin được. Các bạn thấy là Realme 3 của chúng ta đã hoàn toàn đi vào game trước so với lại cái chiếc Oppo A5 này, nhưng trong cái khoảng thời gian là tải gói tài nguyên và bắt đầu tải game thì nó lại không load kịp bằng với lại cái khả năng xử lý ở trên con Oppo A5 2020 của mình. Wow, căng nhỉ. Phải nói là với trong cái màn chiến game này thì cả hai con máy này nó đều có những cái gọi là cân sức cân tài. Ở phần đầu thì chiếc Realme 3 này lại cho chúng ta có một cái cảm giác rằng con máy này rất nhanh, bấm phát vào ngay, trải nghiệm những cái này nó rất là nhanh và bla 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 các thứ. Thì với những cái thao tác sử dụng hàng ngày á, những cái gọi là bấm vào á thì nó cũng không phải là một cái gì đó gọi là để chúng ta đánh giá, mà bắt buộc chúng ta phải đợi cái quá trình nó download trong cái quá trình chúng ta tải ứng dụng đó. Thì sau một cái khoảng thời gian chạy nhiều cái ứng dụng, chạy nhiều cái đại nhiệm thì Oppo A5 của chúng ta vẫn là một cái chiếc máy mà cho các bạn cái sự trải nghiệm hỗ trợ nó ổn định và tốt nhất. Về cái đường dài á, thật sự phải nói là với những con chip MediaTek từ xưa tới bây giờ mình không bao giờ mình nói sai, mình nói thật với các bạn á, MediaTek dù có trải qua con chip Helio B60, B70 hay là cái gì đó chăng nữa thì MediaTek luôn cái đi đường ngắn. Nếu như nói về đi đường dài thì không có con nào có thể qua được chip Snapdragon cả. Và qua cái bài BeatStack ngày hôm nay thì các bạn cũng đã có thể thấy được là về mặt hiệu năng, về mặt trải nghiệm sử dụng thì gần như chiếc Oppo A5 của chúng ta là một cái chiếc máy được điểm tối đa và phù hợp cho các bạn lựa chọn nhiều hơn là so với lại chiếc Realme 3 này. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ còn tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng, bởi vì tùy theo cái nhu cầu của bạn, các bạn thích chiếc máy nào hơn thì các bạn nên lựa chọn chiếc máy đó. Và cả hai cái sản phẩm này mình đều sẽ để link ở dưới phần mô tả video, các bạn có thể bấm vào để tham khảo chi tiết cụ thể mức giá bán cũng như quà tặng của hai sản phẩm này tại cửa hàng di động thông minh. Ok chưa? Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Cái video Beat Test của mình đến đây là đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video kỳ này và đừng quên cho video này một like, nhấn nút đăng ký kênh vì công sức của team đã bỏ ra. Và các bạn đừng quên cho video này một like để ủng hộ tinh thần team đi review tụi mình. Muốn theo dõi những video tiếp theo thì bấm nút đăng ký kênh nhé. Còn giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau. Bye bye. Di động thông minh chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng Việt Nam. Mua iPhone chính hãng đến ngay Di động thông minh.